Kính chào cô bác, anh chị và các bạn. Hôm nay ngày 11 tháng 1 2021, chúng tôi tiếp tục chia sẻ giá mủ cao su của ngày hôm nay, ngày 11 tháng 1 2021, cho cô bác anh chị. Cụ thể thì bà con đã gửi về giá mủ cũng rất là nhiều nơi, như là ấp ấp 5 đô nè cô bác anh chị, ấp 5 đô, xã Tân Phước, huyện Đồng Phú, Bình Phước, thì bà con gửi luôn cái phiếu là 77 kg 42 độ 1 và đơn giá là 32.325 đồng trên một độ nè, ở ấp 5 đô, xã Tân Phước, huyện Đồng Phú, Bình Phước nha cô bác anh chị. Ở Thuận Phú thì bà con bán được với giá là 330 đồng trên một độ. Ở Phú Riềng bà con bán được với giá là 335 đồng trên một độ. Ở Minh Hưng, Bù Đăng thì là 325 đồng trên một độ. Ở Đắc Tô, Kon Tum 350 đồng trên một độ, anh chị Đăng Nguyên chia sẻ. Và ở Đức Cơ, Gia Lai 305 đồng trên một độ, anh Hành Nguyễn Xuân Thắng chia sẻ. Ấp 1 Đồng Tâm, Đồng Phú, Bình Phước 320 đồng trên một độ, anh Hậu Nguyễn chia sẻ. Và ở Đắc Tô Kon Tum thì anh chị Đăng Nguyên chia sẻ là 350 đồng trên một độ. Ở địa điểm là ở địa điểm Hu mua mũ bà Lại ông Lợi, mua mũ xóm 4, thôn 2, Đức Phú, Tánh Linh, Bình Thuận, mũ nước là 305 đồng trên một độ, anh Vũng Minh chia sẻ. Như vậy là ở Bình Thuận thì giá cũng đã lên trên 300 đồng trên một độ rồi cô anh chị. Cụ thể thì ở xóm 4, thôn 2, Đức Phú, Tánh Linh, Bình Thuận là 305 đồng trên một độ. Còn ở Đắc Hà, Kon Tum thì anh chị Tiêu Nay chia sẻ là mũ nước là 300 đồng trên một độ. Ở công ty cao su Lộc Ninh thì ngày hôm nay mũ nước là 345 đồng trên một độ. Tại nhà máy còn mũ chén là 12.200 đồng trên một ký. Ở công ty cao su Bình Long thì giá mũ nước tại nhà máy là 328 đồng trên một độ. Ở công ty cao su Phú Riềng thì giá mũ nước tại nhà máy là 340 đồng trên một độ, còn giá mũ tạp mũ chén theo giá quy khô là 260 đồng trên một DRC. Ở công ty cao su Phước Hòa thì mũ nước là 351 đồng trên một độ, mũ chén là 12.000 đồng trên một ký. Ở công ty cao su Đồng Nai thì mũ nước là 344 đồng trên một độ, mũ chén là 11.900 đồng trên một ký. Còn giá mủ thế giới thì ngày hôm nay vẫn ổn định với mức là 287,1 yên trên 1 kg. Còn giá mủ ở Tây Ninh thì dao động từ mức là 310 đến 330 đồng trên một độ của bán chị ở khu vực tỉnh Tây Ninh đó. Ở Thuận Lợi, Bình Phước thì 325 đồng trên một độ. Ở Thuận Tiến là 330 đồng trên một độ. Ở Đắk Nông thì bà con bán được với giá là 300 đồng trên một độ. Và chúng tôi cũng có nhận được cái bình luận, cái câu hỏi của bà con, thì bà con muốn chúng tôi chia sẻ cái giá bao bì cao su á, thì chúng tôi cũng có làm rất nhiều cái video về giá bao bì. Thì lúc trước thì giá bao bì dao động từ 1 triệu 3 đến 1 triệu 6 của bác anh chị. Hiện tại thì cái đó giá cũ là dao động từ 1 triệu 3 đến 1 triệu 6 trên một tấn tấn bao bì á, gỗ cao su của cô bác anh chị. Nhưng mà ngày hôm nay thì không biết giá lên xuống như thế nào, nếu bà con muốn chúng tôi báo cái giá bao bì cho cô bác anh chị, giá bao bì cao su, thì chúng tôi sẽ đi thực tế và vào những công ty. Thì chúng tôi hỏi cái giá của sơ của gần nhất của ngày hôm nay, trong ngày hôm nay thử coi lại cái giá có lên xuống hay như thế nào, thì chúng tôi sẽ chia sẻ cho cô bác anh chị. Cụ thể thì giá cũ là dao động từ 1 triệu 3 đến 1 triệu 6 trên một tấn bao bì nha cô bác anh chị. Còn ở Suối Kiết, Tánh Linh, Bình Thuận thì anh Hiên Quang chia sẻ mũ nước vẫn đứng im với giá là 295 đồng trên một độ, nhưng mũ chén thì đã lên được 13.000 đồng trên một ký. Ở An Nhân Tây, Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh thì anh Nguyễn Văn Tuấn chia sẻ mũ nước 320 đồng trên một độ, mũ chén là 13.000 đồng trên một ký. Còn ở Đắk Ngô, Tỳ Đức, Đắk Nông thì
Anh Hưng chia sẻ muỗng nước 320 đồng trên một độ, một chén là 11.000 đồng trên một ký. Còn ở xa thầy Con Tum thì có cô bác anh chị gửi giá về với giá là 320 đồng trên một độ ở xa thầy Con Tum, nhưng cô bác anh chị. Như vậy, nhìn tổng quan của giá mũ của ngày hôm nay thì có giá mũ chúng tôi nhận thấy nó vẫn ổn định, rất nhiều nơi là trên 300 đồng trên một độ, giá rất cao và vẫn ổn định so với ngày hôm qua. Giá mũ thế giới cũng như là giá trong nước cũng như là giá mà năm công ty lớn chúng tôi hay chia sẻ. Và còn một địa điểm nữa là ở Phú Yên nha cô bác anh chị. Ở E3 sông Hinh Phú Yên, cơ sở Bảo Tín. Anh em Phạm ngày hôm nay thì cạo mũ được và anh chia sẻ mũ nước là 340 đồng trên một độ. Mũ chén là 13.000 đồng trên một ký. Phú Yên sau khoảng gần 2 tháng là mưa liên tục. Trong 2 tháng đó thì chỉ có một số ít 1-2 ngày gì đó là bà con ở Phú Yên cạo mũ được. Còn đa số là 2 tháng liên tục là mưa. Và ngày hôm nay thì anh em Phạm thì cạo mũ được và anh cũng chia sẻ cái giá mũ về cho chúng tôi. Giá mũ vẫn là 340 đồng trên một độ, còn mũ chén là 13.000 đồng trên một ký, vẫn ổn định và vẫn đang ở mức cao. Hy vọng thì những thời gian sắp tới thì ở đây sẽ không còn mưa nữa để cho bà con ở Phú Yên có thể cạo mũ được. Như vậy là chúng tôi đã chia sẻ xong giá mũ. Cảm ơn tất cả bà con đã nhiệt tình ủng hộ gửi những cái thông tin giá mũ về để chúng tôi có những cái thông tin chính xác kịp thời gửi cho tất cả bà con ngành cao su được biết. Và sau khi mà chúng tôi chia sẻ thì cũng có rất nhiều thông tin bà con sẽ gửi về nữa, thì chúng tôi sẽ chia sẻ tiếp theo hoặc là vào đầu ngày mai, vào cái thời gian chia sẻ giá mũ vào ngày mai thì chúng tôi sẽ chia sẻ tiếp theo. Cảm ơn cô bác anh chị. Video giá mũ xin được phép tạm dừng ở đây. Hẹn gặp lại cô bác anh chị vào video sau.